Xin chào mọi người đã quay trở lại với livestream của bác sĩ thẩm mỹ Đăng Đức Văn ạ. Thì tại đây em đang ở trong phòng phẫu thuật và Đức Văn vừa mới thực hiện xong ca mổ sau 60 phút mọi người ha. Thì em cũng lên live để chia sẻ với mọi người công việc thường ngày của Đức Văn đây ạ. Thì tại đây em cũng xin cảm ơn tất cả các khách hàng đã luôn đồng hành và lựa chọn bác sĩ Văn là nơi để tân trang lại vòng 1 của mình nha mọi người. Chị khách hàng ngày hôm nay của em tìm ra bác sĩ Văn thông qua lời giới thiệu của một người bạn và khách hàng cũng đã tin tưởng và giao cho bác sĩ Văn tân trang cải thiện lại vòng 1 của mình căng tròn đẹp sexy hơn. Thì em xin chia sẻ với mọi người hình ảnh trước khi làm của khách hàng ngày hôm nay của em nha. Chị Diễm của em thì hai bên ngực thì có mô nhưng mà nó nhỏ mọi người, khách hàng không có tự tin với vòng 1 này cho lắm và đây là góc nghiêng đây ạ. Cái phần phẩm nách này mọi người thấy không, khách hàng không có tự tin cái khúc này và muốn căng tròn cái bộ ngực lên. Tuy nhiên thì căng tròn mức độ vừa phải thôi chứ cũng không có cần to quá mọi người ha. Đây ạ, phần một bên này nhìn cái góc nghiêng thì nó hơi teo lét mọi người nha. Đây là hình ảnh khách hàng sau khi làm xong đây ạ. Khách hàng ngày hôm nay của em thì mong muốn vòng một to lên một tí thôi chứ cũng không gọi là to quá. Tuy nhiên thì với chiều cao cân nặng và cái kích thước xương lồng ngực của chị ấy khá là to nên là bác có tư vấn cho chị khách ngày hôm nay của em size 340 dòng túi Motiva nha mọi người. Với cái size 340 này khi mà đặt lên khoang ngực của khách hàng thì rất là vừa vặn, đặc biệt là cái phần mô tuyến trên của khách hàng cải thiện rất là nhiều nha mọi người. Khe thì đương nhiên là có rồi đây ạ, rất là cân đối và hài hòa với mọi người ha. Ai mà gặp phải tình trạng ngực teo lét nè hay là ngực xa trễ thì cứ liên hệ ngay cho bác sĩ thẩm mỹ Đăng Đức Văn nha, để bác tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình luôn thông qua số hotline này nha mọi người.